Em còn xịt thuốc ở đó không? Thì hồi sáng giờ chờ bóc số để xếp hàng thì mình cũng mua được mấy chai vé rồi anh em. Hôm nay đại lý người ta chủ nhật người ta làm buổi sáng không à. Thì giờ này cũng 8 giờ mấy rồi. Nắng hết muốn làm luôn. Thì đây là cái đứa con mà hôm bữa giờ mấy anh em mình ruồng bỏ nè. Giờ tụi nó đã lớn khôn và rất là sạch sẽ. Thì hôm nay mình sẽ vô cho nó một liều kích dục lần thứ hai. Ủa, kích thích lần thứ hai. Thì tay đầu đó anh em. Thì cái lứa này mấy anh em mình á, nhận định là nó sẽ rất là rẻ. Thì kệ mẹ nó đi. Mình cứ làm tàn thôi. Được nhiêu ăn nhiêu. Chủ yếu là mình làm cái đẹp hay không thôi. Nhưng mà một điều, một sự thật mà rất là mất lòng luôn, là đó là sẽ không có công chú tài rồi đó. Đụng rồi đó. Thì chủ nhà vườn mình sẽ tự bơi. Nhà nào mà con đông thì khỏe, nhà nào con ít thì phê luôn. Nên anh em mình sẽ lên những cái phương án để mình làm ra được một trái thanh long đẹp để bán giá nó ngon. Thì bây giờ số nhiều thì lái người ta sẽ vừa, người ta sẽ có những sự chọn lựa, người ta sẽ lựa những cái hàng nào đẹp người ta mua, chứ hàng đã rẻ rồi mà mua hàng xấu làm gì. Nên mình sẽ để những, cũng như những anh em đó, mình sẽ để một dây một trái thôi nè. Thì cái nó sẽ lớn hơn, mình ít chăm, ít công chăm lại. Thì đó là sự thật. Sự thật mình biết trước, giá thì mình không biết, nhưng mà mình biết trước là sẽ không bao giờ đủ công quốc tài để trang trải cho cái lưới này. Nên anh em mình sẽ tự xử hoặc là lên những phương án làm cho nó hay ho. Thì đó, hồi đó giờ là vậy mà. Sự thật thì nó luôn mất lòng. Ví dụ như hôm bữa giờ đó, nhà nước mình nó có ra gọi là khuyên mấy anh em mình đi cài đặt lại cái căn cước công dân mà làm thành cái thẻ định danh á. Sau này á là tất cả cái người dùng Facebook hoặc YouTube á sẽ phải á đăng nhập cái thẻ định danh của mình vào trong cái tài khoản này nè. Để làm gì biết anh em không? Để nó dễ quản lý về cái sự thật. Nó sẽ không có những đích ảo. Đó là ví dụ như những anh em nào mà sẽ rất là thiệt thòi, cho những anh em nào mà làm quảng cáo trên Facebook á, sẽ không có làm được những cái Facebook ảo, những cái nick ảo. Còn những anh em nào á mà hiện tại mà làm những nick ảo á thì mình sẽ quản lý được. Ví dụ như những cái tài khoản như là Hương Trầm á, Hương Trầm là Hương Trầm, còn Dạ Hương là Dạ Hương. Nó rõ ràng như vậy đó, nó không có bao giờ mà lẫn lộn được. Còn ví dụ như Long là Long, chứ không có bắt qua hoài điệp gì hết á. Nó phải rõ ràng mới, đó là sự thật. Còn như là đen, chứ không có Thích Phú Trọng. Không có một cái ai là tên Thích Phú Trọng á, đen là đen. Rồi Sơn Lê là Sơn Lê. Còn nếu mà ở cái xóm đó mà có hai Sơn Lê luôn, thì người ta sẽ mở ngọt ra là Sơn Lê Lùng, Sơn Lê Cao. Đó, nó sẽ là sự thật. Mà anh em mình sự thật nó sẽ mất lòng. Rồi mình quay lại vấn đề chính đi anh em. Mà thôi nói vậy đi, vấn đề gì nữa, như đó là đủ được rồi. Ok hai anh em ha.